sản phẩm Nice Beauty chăm sóc nhan sắc phụ nữ Việt ưu làn da tươi trẻ, góp phần ngăn ngừa quá trình lão hóa. Với chị em, bước sang tuổi 25 những dấu hiệu lão hóa da bắt đầu xuất hiện. Để giúp phái đẹp giảm mặc cảm, tự tin trong công việc và cuộc sống hàng ngày, công ty dược Mỹ phẩm Fan Andrin, đứng đầu là chủ tịch Phan Thị Miền ra mắt sản phẩm viên uống trắng da Nice Beauty. Đây là một trong những bước tiến trong việc sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng là sản phẩm đạt được tiêu chuẩn trong việc chăm sóc sắc đẹp, bảo vệ làn da phụ nữ. Viên uống trắng da Nice Beauty Thai ngén và ra đời từ ý tưởng của Phan Thị Thanh Miền, chủ tịch công ty dược mỹ phẩm Phan An Green. Chị mong muốn mình sở hữu một làn da khỏe đẹp từ bên trong, giữ nét thanh xuân trong trẻo. Sắc đẹp được xem là chìa khóa giúp phụ nữ có thành công, hạnh phúc. Vì vậy, chị ấp ủ ra đời một sản phẩm có khả năng đẩy lùi lão hóa, giúp da trắng hồng mịn màng, khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Với 11 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, chủ tịch Phan Thị Miền ký kết hợp tác nghiên cứu với Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hai bên phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nên dược chất nano glutathione trong viên uống trắng da Nice Beauty. Quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Cụ thể là việc loại bỏ các yếu tố gây ra tình trạng lão hóa, giúp mang lại một làn da trắng sáng, mịn màng, giảm nám tàn nhan. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến Hướng đích nano mảng sinh học thông qua nguyên liệu Glutathione, Taiwan. Ứng dụng công nghệ nano với ưu điểm mang lại tác dụng nhanh. Bà Phan Thị Miền cho biết, ngay từ khi ra đời, bộ đôi trắng da Nice Beauty đạt thành công hơn mong đợi. Thành phần bào chế trong viên uống chiết xuất từ thảo dược, các hoạt chất có dược tính cao với cơ thể. Đồng thời, hoạt chất góp phần loại bỏ hoạt chất gây hại, không có lợi cho cơ thể, ngăn chặn tác dụng phụ không mong muốn. Sản phẩm có lờ ký là acid amin hỗ trợ tổng hợp Glutathione. Taiwan và protein giúp làm chậm quá trình lão hóa. Nanogluta Taiwan giúp cải thiện sắc tố da, dưỡng trắng, làm đều màu và giảm vết thâm, chống oxy hóa, thải độc tố. Collagen giúp kết nối tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi cho da. Sản phẩm cũng chứa sinh địa góp phần đào thải độc tố, ổn định kinh nguyệt, giảm stress, mất ngủ. Nano curcumin hỗ trợ chống oxy hóa, tiêu diệt gốc tự do và tăng cường quá trình tái tạo mô. Đan sâm giúp bổ huyết, hoạt huyết lưu thông máu, huyền sâm, bổ gan, giải độc, đào thải độc tố. Viên uống trắng da Nice Beauty giúp chăm sóc nhan sắc phụ nữ Việt. Bằng công nghệ mô phỏng sinh học, các hoạt chất đưa về dạng nhỏ, bao bọc bởi lớp màng sinh học để luôn giữ nguyên kích thước, góp phần giúp sản phẩm có tác dụng nhanh. Ngay từ khi mới ra mắt, viên uống trắng da Nice Beauty có mặt trên hàng nghìn nhà thuốc và các spa lớn nhỏ trên 63 tỉnh thành. Việc ứng dụng và cho ra đời sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của Chủ tịch Phan Thị Miền và công ty dược mỹ phẩm Phan An mở ra một hướng đi mới trong phương pháp làm đẹp với viên uống mà không xâm lấn. Viên uống trắng da Nice Beauty góp phần loại bỏ các đốm nâu, giúp da đều màu, trắng sáng, mịn màng. Sản phẩm kết hợp với kem chống nắng sinh học Nice Beauty mang lại công dụng trong việc chăm sóc da. Đây là bộ đôi sản phẩm dưỡng trắng da, bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại như ánh nắng mặt trời, bụi bằm, tiêu vê và quá trình lão hóa da với hướng đi trong kinh doanh, sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Fan and Green hướng đến mô hình kinh doanh online. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống trắng da Nice Beauty, XNQC số 1634 trên 2020 trên XNQCATTP, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp ngày 26, tháng 5 năm 2020. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đầu tư quốc tế dược mỹ phẩm Fan and Green website, HTTPS,